vào phát phải xóa ngay mấy kia đi chứ không nặng quá. Tắt bớt đi không phải đơ. Đây phần giáp bách đây. Đây để lại mỗi phần giáp bách này. Hai cái này nó đối xứng nhau này, thành ra anh cũng sẽ xóa bớt cả cái phần bên kia luôn. Làm mẫu cái này nhé. Đây. Split, group split, delete cái này đi. Mình cần tập trung làm một bên thôi. Rồi hiện tại bây giờ cái này là đang có một cái lớp trên và một cái lớp dưới này. Đó. Tại bây giờ đang có một cái lớp trên và một lớp dưới. Đó. Thì bây giờ cái này ấy, cái vấn đề làm sao? Đây mình có thể nhìn vào đây nhá, thì mình sẽ thấy là cái này nó sẽ có hai lớp. Tức là nó đã có cái độ dày của nó. Sprite property double. Đó. Nó sẽ có hai lớp, một lớp trên và một cái lớp dưới. Và cái khó bây giờ làm sao nhá, là bây giờ mình sẽ phải chỉ mình sẽ chỉ lấy mỗi cái lớp trên thôi. Mình sẽ chỉ lấy mỗi lớp trên rồi thôi. Đấy. Mình sẽ chỉ lấy mỗi cái lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đó. Mình sẽ chỉ lấy mỗi lớp trên này. Bây giờ anh deformation. Group. Group and no more.
Ok, nguyên lý là như thế này nhá, là cái miếng này của mình ấy nó sẽ có cấu trúc như thế này. Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái group binomial này để mà tách cái phần trên này ra. Đó, nó sẽ tự động nó tự chia ra thành các phần như thế này. Đấy, rồi sau đó bây giờ mình sẽ chỉ select lấy cái phần phía trên này thôi. Nhưng mà như này lại hơi thủ công nhỉ. Ừ, đúng rồi. Ừ, mấy cái dây dây này mình sẽ bỏ đi. Xem nào, nếu mà cái này ok. Mình sẽ export ở sang OBJ. Làm này thủ công quá. Chủ yếu là mình lấy được cái về bề mặt trên của nó rồi, sau đó mình weld lại, thế là ra được con lâu mà. Group fun, group visible. Như thế này là cũng lấy được một phần này. Thôi rồi, mình cứ xem thử cái con kia đã. Tại vì cái này nó muốn tách ra nó thì nó hơi phức tạp tí, nó bị dính nhiều thứ linh tinh quá. Poly surface. Đây để anh làm thử nốt cái này đi. Polysurface. Mình chỉ việc select những cái bề mặt phía trên của nó thôi. Xong weld lại. Ra được con lâu. Đấy, mục đích của mình là phải tách ra cái này. Đấy, tách những cái bề mặt trên này. Đấy. Đấy, mà lại không được ảnh hưởng quá nhiều, tại vì nếu mà bây giờ mình chỉnh nhiều quá nó sẽ bị lệch với cả cái con hai. Ờ, được chưa nhỉ? Hello đấy. Ở đây. Đấy. Đấy, nó đã tách sẵn cho mình luôn rồi này. Giờ mình chỉ việc select. Cái này thì hơi thủ công một chút. Đấy, select toàn bộ cái mặt ở phía trên. Như này thì nó dễ hơn so với cái việc mình select ở trong cái ZBrush. Nhưng chả sao lúc nãy kích đúp mãi chả được. Chọn đúng cái bề mặt trong rồi nào.
ra nếu mà gọi là thông minh hơn ấy thì mình sẽ làm luôn cái bản low ngay từ đầu, rồi sau để cái bản low và bản high khớp luôn. Và khi mà mình mod mình di chuyển cái bản high ấy, cái bản low nó cũng đi theo luôn. Thì sau này mình chỉ việc remove cái bản high đi. Mình chỉ việc remove bản high đi, thế là có luôn bản low ở phía ngay phía dưới. Thì làm như thế là thông minh hơn. Sau cái đấy mình cũng phải rút kinh nghiệm được, căng chuông ship y. Nếu mà mình cái ZBrush này này, khi mà mình chia cái polygroup của nó ra ấy, đấy, thì nếu mà mình export bằng OBJ thì nó sẽ tách theo đúng những cái object như thế này, nó sẽ tách theo OBJ luôn, nó sẽ tách theo từng cái element đấy, nó sẽ tách theo y hệt như thế này luôn, mỗi màu này là một cái object riêng. Mình tận dụng cái điều đấy để mà mình tách cái bề mặt của nó ra. Đây thì đây chính là cái con lâu này. Đấy, đây chính là cái con lâu của mình. Và mình sẽ combine lại mấy chỗ này. Kệ không sao đâu. Sau mình sẽ combine lại. Rồi mình sẽ combine lại mesh combine. Control đen. Low mesh 01 đi. Anh cứ hay đánh số vào. Xong rồi mình sẽ chọn hết tất cả các điểm này. Giữ Shift Mirror Vertical Merge Vertical. Ấn Q. Đó, theo xong. Bây giờ anh sẽ export cái này sao? Export Low Mesh Low Shoulder đi. FX rồi. Bây giờ mình sẽ mở lại cái bài kia của mình, Character Low Fix này. Xong rồi mình import cái này vào. Đấy, thì cái miếng này nó sẽ khớp luôn vào. Còn cái phần vai này mình có thể ẩn đi, Ctrl H. Cái mesh này thì mesh display unlock này, harden này. Mình cũng gán cho nó cái vật liệu luôn. Ok, bây giờ thì những cái thừa này, bây giờ mình bắt đầu mình mới xóa đi này. Con hai nào thì cứ kệ nào. Tại vì về sau mình sẽ lấy riêng thôi mà. Nhá, để mà remove những cái này nhá. Đầu tiên là những cái miếng này thì em xóa đi này. Đấy, cứ xóa như này. Thì chú ý nhá, nó không được ảnh hưởng đến cái phần này. Thì delete đi. Đấy, delete. Đấy, cái miếng này thì lại không được xóa này. Miếng này thì không được xóa nhá. Để xóa cái miếng này nhá, ấn vào đây này. Ấn W là giữ Ctrl Shift. Giữ Ctrl Shift. Đẩy nó lên. Đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, hoặc là cái này mình chỉ ấn cho nó thụt thụt vào một chút thôi. Đấy, xóa cái này đi, xem nó có bị ảnh hưởng không, chọn mặt nhá, để xem nó có bị ảnh hưởng mấy phần trên đúng không. Chọn mặt ở đây này, trên này không bị ảnh hưởng gì thì ok. Đó, mình cứ tiếp tục mình làm thế. Cái chỗ này nhá, nó bị miếng, thiếu mất một miếng này. Thì mình có thể thêm vào cũng được. Nó gần như là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Để xem có breathe được không nhỉ? Không được.
Chắc là do xóa nhầm thôi, do xóa nhầm thôi. Do anh chọn thiếu, chắc có thể do anh chọn thiếu, rồi solo thôi. Bật lưới lên nhìn cho nó dễ. Đấy, cái chỗ này. Anh nghĩ là tốt nhất hiện tại bây giờ đừng nên ấn vào. Sau khi mình bách biết cách chờ hết mọi thứ đi thì mình ấn vào sau cũng được mà. Chứ bây giờ mà mình ấn vào là sẽ bị lệch mẻ con hai. Đấy, tốt nhất là thôi mình cứ để nguyên thế này cũng được. Để nguyên này, xong rồi về sau mình sẽ xóa sau. Mình ấn vào sau. Bây giờ mình ấn vào lại bị lệch mẻ con hai. Đấy, cứ không ảnh hưởng gì đến phần trên này là ok. Nó khuất. Xóa nhầm lúc nào này. Nguy hiểm thật. Đây rồi. Tí chết. Đấy, đến đây thì UV bách biết. Thế là xong rồi. Còn tắt vậy thôi. UV này. UV Toolkit, Create, Camera Base, UV Seal, Unfold. Rồi, kiểm tra xem cái này là cái gì. À, có. Có thể lúc mà mình mớt lại, giờ nó vẫn chưa hết. Kiểm tra xem kích đúc rồi. Đấy, mình kích úp vào. Đấy, thấy nó vẫn còn bị dính nha. Mình lại vertical. Mở thêm lần nữa. Đấy, thế là ok rồi. Lần này thì ok rồi. Mình lại camera base lần nữa. Unfold. Ơ à, đậu. À, vẫn chưa dính hết này. À, đây 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 đây. Thế thì chỗ này phải xóa chai rồi. À, vẫn còn sót mặt mình chưa xóa hết. Tra liên tục vào chứ mình lúc đầu mình nhìn mình lướt qua cứ tưởng thế là ok rồi, thế lại bỏ qua tí chết dở luôn.
Đó, lần này thì ok rồi. Đấy, sao em chỉ việc bách đúng cái này thôi. Đấy, thì những cái miếng khác em cũng làm tương tự nhé. Đó, thì đây chính là cái cách làm của phần giáp này. Đấy, thì mấy phần giáp kia mình cũng làm tương tự nhé. Ok, rồi sẽ xếp lại cho em phát này nhé. Đó thôi, anh sẽ export cái miếng này ra, anh gửi cho em luôn. Shoulder. Rồi ok, thế thôi nhá. Về làm tiếp nhá. Ừ. Thì cái con lô poly nhá, thì em sẽ tối ưu cho anh xóa bớt những phần khuất khuất đi. Rồi tiếp theo là giảm lưới cái phần giáp vai nhá. Đấy, mình cứ chia một nửa ra. Em cứ lấy một nửa ra để xem mà. Đó, thì là em sẽ còn miếng này, 1 này, 2, 3, 4. Đó, 4 miếng. 5. Rồi ok. Đây, mấy cái đầu làm lâu mới sau làm quen nhanh, quen ngay mà. Rồi ok, thế làm tiếp em nhá. Rồi ok, ok em nhá.